Haigon Midako rất hân hạnh tham gia hội chợ Việt Build năm 2018 tại gian hàng khu A1. Công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng các mẫu sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ châu Âu với phong cách hiện đại và tiện ích nhất cho không gian nhà bếp và phòng ngủ của quý vị. Kệ 5 tầng thực phẩm di động với hệ thống rây trượt êm ái và nhẹ nhàng giúp quý khách dễ dàng dự trữ các thực phẩm cho gian bếp cách thuận tiện. Với các ngăn chứa, quý khách có thể di chuyển khoảng cách giữa các ngăn một cách dễ dàng và thuận tiện theo kích thước mình mong muốn. Kệ kéo 6 tầng di động với 6 rổ bên trong và 6 rổ đeo cánh, quý khách dễ dàng chứa được nhiều sản phẩm hơn. Với kệ kéo thẳng 5 tầng, quý khách có thể dễ dàng để được nhiều sản phẩm như các chai rượu hoặc những đồ trang trí hoặc thực phẩm. Và kệ 12 rổ với 5 rổ bên trong và 5 rổ đeo cánh bên ngoài, quý vị có thể để tất cả các đồ dự trữ thực phẩm của nhà bếp. Đối với kệ tủ bếp trên, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị kệ kéo di động 4 rổ. Quý khách hàng có thể để những sản phẩm dự trữ, đồ hộp, ly tách, chén dĩa, và khi chúng ta buông sản phẩm ra, kệ kéo sẽ tự động di chuyển lên phía trên một cách nhẹ nhàng, không làm giảm sốc các vật chứa trên sản phẩm. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị kệ gia vị. Với kệ gia vị, khi quý vị mở cánh cửa ra, sản phẩm sẽ tự động được đưa ra ngoài và dễ dàng cho quý vị lấy những kệ gia vị ra khi sử dụng. Ngoài ra, trong gian bếp chúng ta có những kệ gia vị khoảng cách rất nhỏ, chúng ta có thể chọn những mẫu gì kệ gia vị 2 tầng. Đối với gian bếp nhà bạn, chúng ta có thể dùng những kệ gấp 4 rổ, tận dụng những khoảng gấp trống khuất trong căn bếp hình chữ L của chúng ta. Đối với sản phẩm kệ bếp trên, chúng tôi có những kệ chén cố định. Quý khách hàng có thể để dĩa hoặc nắp nồi cũng như ly tách, bởi vì cái gờ trắng sẽ giúp cho sản phẩm không bị rơi vào phía sau. Ngoài ra, sản phẩm còn được có những cái khay nhựa để giúp quý khách hứng nước. Tiếp theo là những rổ son nồi, son chén giúp quý khách dễ dàng sắp xếp các vật dụng trong nhà bếp một cách ngăn nắp gọn gàng. Rổ son nồi với khay hứng nước giúp quý vị dễ dàng sau khi rửa chén chúng ta úp sản phẩm vào. Với những ngăn bếp ở phía dưới, chúng ta có thể dùng những kệ gia vị với nhiều kích thước khác nhau. Kệ gia vị các bạn có thể để được thớt, dao, đũa, muỗng cũng như các chai dầu dự trữ với nhiều phong cách kết hợp, vừa inox 304 vừa những khay nhựa màu trắng đa dạng về kiểu dáng. Bên cạnh đó, bạn có thể treo móc những cái mui xẻng vá. Những kệ chén trên, chúng tôi có những mẫu khay đựng dĩa và khay đựng bát và khay hướng nước, tất cả toàn bộ bằng inox 304. Đây là những sản phẩm kệ chén cố định với nhiều kích thước từ 600mm đến 1m. Ngày nay, sản phẩm phụ kiện bếp về rổ và chén được cải thiện để giúp quý khách có thể sắp xếp tất cả các sản phẩm trong nhà bếp của chúng ta vào một khay, như khay chén hiện đại. Bên cạnh đó, bạn có thể để đũa, muỗng, nĩa, dao, tất cả chén, bát, ly cũng như dĩa, nắp nồi vào một ngăn chứa duy nhất. Mọi không gian nhà bếp của bạn sẽ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Với hệ thống rây trượt giảm chấn giúp cho những sóng chén của bạn không bị sốc khi chúng đóng lại. Đối với kệ gia vị, chúng ta có nhiều kích thước từ 250, 300, 350 và 450mm. Với những khay hứng đựng gia vị, các bạn có thể tháo rời vệ sinh một cách dễ dàng và có thể di chuyển khoảng cách giữa các tầng của sản phẩm.
Sản phẩm inox 304 chúng tôi bảo hành cho quý vị trong suốt thời gian sử dụng 2 năm. Về kệ chén tủ trên, chúng tôi có hệ thống di động, kệ góc 4 rổ, 2 rổ bên hông và hệ tay nắm ở giữa. Các bạn có thể kéo xuống và khi nâng lên, kệ kéo sẽ tự động co lên và khoảng cách giữa các tầng các bạn có thể di chuyển cũng như có thể thay đổi tải trọng của sản phẩm. Đối với kệ góc, ngoài những mẫu kệ góc 4 rổ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị kệ góc chiếc lá với tính năng đưa hết tất cả sản phẩm ra ngoài. Quý vị không phải cúi vào góc khuất để lấy sản phẩm, rất là tiện lợi và hữu dụng. Đồng thời, khi quý vị đóng lại sản phẩm sẽ tự động thu về, chúng ta không cần phải đẩy tay. Với tính năng ưu việt này, các vật dụng của bạn sẽ không bị sóc cũng như không va đập vào nhau khi bạn đóng lại. Với những kệ chiếc lá với kiểu dáng hiện đại và thanh lịch, bạn có thể để được những nồi niêu son chảo hoặc đồ dự trữ, đồ hộp trong khu vực góc khuất này. Về loại kệ góc, chúng tôi có hai chất liệu inox 201 và inox 304. Đây là kệ góc 4 rổ với đáy gỗ và hệ thống rây trượt êm. Quý vị có thể để tất cả những đồ lưu trữ, những vật dụng trong góc khuất nhà mình. Đồng thời quý vị cũng dễ dàng vệ sinh sản phẩm bởi các ngăn rổ chúng ta có thể tháo rời. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các sản phẩm trong thiết bị tủ quần áo của chúng tôi. Đặc biệt gương xoay với tính năng xoay và sử dụng được, và sau khi sử dụng, quý khách có thể cất gọn vào trong tủ áo của mình như một tính năng phong thủy. Tiếp theo, chúng ta có thể dùng những rổ sản phẩm để đựng quần áo, khăn tắm hoặc các vật dụng trong phòng ngủ. Với hệ thống rây trượt, quý khách có thể để những sản phẩm quần áo của mình, đồng thời những đồ trang, nữ trang, cà vạt cũng như dây nịt. Rổ son quần áo có kích thước từ 600, 700, 800 và 900. Hệ thống rây trượt êm nhẹ giúp quý khách dễ dàng lấy sản phẩm ra và khi đóng lại có độ giảm chứng. Đây là ngăn kệ để giày của quý vị. Ngăn để giày với hai hàng sản phẩm. Với sản phẩm, chúng tôi có hai màu, màu trắng và màu vàng đồng. Hệ thống thanh kéo mắc áo. Thường thanh treo áo của quý vị ở trên khoảng cách cao, vì vậy hệ thống tay kéo đẩy treo áo giúp quý vị dễ dàng lấy được áo của mình một cách nhanh chóng và tiện lợi. Khi các bạn kéo xuống và móc các áo của chúng ta lên và buông tay cầm ra thì tự động hệ thống lực sẽ kéo những thanh áo lên phía trên. Chiều rộng của tủ áo có thể tăng giảm từ 864mm cho đến 1m1. Ngoài ra chúng ta còn có những sản phẩm khay đựng nữ trang với các ô chứa thiết kế đa dạng, dễ dàng cho quý vị để được
các vật dụng nhỏ, nữ trang, báo phí, chìa khóa. Và đây, sản phẩm kệ quần. Kệ treo quần với hệ thống ray trượt và màu sắc phong cách châu Âu. Quý vị có thể để dễ dàng để những quần, chiếc quần của mình một cách ngăn nắp, tiện lợi. Ngoài ra, chúng tôi còn có những rổ quần áo kích thước từ 600, 700, 800, 900 theo mẫu giả may, có màu vàng nâu và vàng đồng. Đây là hệ thống thanh trượt treo quần của chúng tôi, mẫu vàng đồng cho năm mới 2018. Thay nữ trang với màu sắc thời trang xám tro và đỏ thẫm. Ngoài ra, chúng tôi còn có sản phẩm bồn rửa và vòi rửa bằng inox chất liệu 304. Với phong cách thiết kế hiện đại, vòi inox 304 dễ dàng cho quý vị sử dụng, được lâu bền và sáng bóng. Với thương hiệu Hygon, chúng tôi tự hào là nhà phân phối sản phẩm về chậu rửa và vòi rửa inox 304. Với thiết kế bo tròn ở góc cạnh của bồn rửa giúp bạn dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng, giúp sản phẩm luôn sáng bóng và sạch sẽ. Ngoài ra, chúng tôi còn có những sản phẩm bồn đá với màu kem và màu đen. Tất cả các vòi inox và vòi đá của Hygon đều có thể sử dụng cho hai dòng nước nóng và lạnh. Ngoài ra, chúng tôi còn có hệ thống vòi giúp bạn có thể rút ra và xịt rửa bồn rửa một cách dễ dàng. Với mẫu bồn vuông và vòi vuông phong cách hiện đại, sự ưa chuộng ngày nay của khách hàng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu bồn rửa inox 304 với hai lỗ khoét, một dành cho vòi rửa, một dành cho kệ xà phòng hoặc vòi nước lọc của quý vị. Trên mỗi sản phẩm của chúng tôi đều đóng sản phẩm thương hiệu Hygon và nhà phân phối Midaco. Rất chân thành cảm ơn quý vị đã tham gia theo dõi gian hàng sản phẩm của chúng tôi tại hội chợ Việt Build năm 2018.